Chào các bạn, mình là BK Dừa, đến từ đội tuyển Overlocker. Lối chơi chủ đạo của đội tuyển Overlocker là thường xuyên combat những mục tiêu nhỏ lẻ và cam những cái mục tiêu lớn. Khó khăn của đội thì là tất cả team thì nó nhiều miền xa với nhau, thì để kết hợp lại với nhau phải gặp nhau và tạo ra một cái điểm chung để team có thể ở đó tập trung và luyện tập. Các ngôi sao ở tuyển Overlocker thì rất là khó tính, nhưng bởi vì các bạn lý cũng như là những cái cách làm việc chung thì điều đó nó dẫn đến là tất cả những cái thành viên trong Overlocker đều hòa quyện với nhau. Tất cả thành viên trong Overlocker đều kỹ năng rất cá nhân rất là cao, đặc biệt là Chihiro và Tuto. Mình tên là Nguyễn Đăng Duy, là thành viên của đội tuyển Overlocker. Kinh nghiệm của mình là Chihiro. Thì em thấy những người chơi đường giữa của các đội tuyển khác có kinh nghiệm dày dặn nhưng lối chơi khá toàn vẹn với nhau. Dắt mũi đối thủ là lối chơi, vậy nên sự linh động trong giao tranh cũng như lấy chủ khi có sơ hở mình cực kỳ mạnh. Theo mình, meta này những cái vị trí trợ thủ sẽ trở lại, những con tướng thuần trợ thủ nó sẽ trở lại và nó sẽ sử dụng nhiều hơn là những tướng đỡ đòn đấu sĩ. Meta mới rất là khó chơi, lượng tướng ngày càng nhiều hơn, những kèo solo cực kỳ đa dạng, vậy nên kinh nghiệm vẫn là điều tất yếu. Kỹ năng là như nhau, quan trọng là kinh nghiệm. Người dày dặn kinh nghiệm hơn chính là người chiến thắng. Tôi là Chihiro, không biết các bạn đi mít giỏi ra sao, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng tôi là người đi đường giữa có chiều cao số 1 tại giải đấu năm nay. Nếu ví chúng tôi là những con quái thú thì khi sổng chuồng các bạn đã biết sức mạnh của đó. Cũng giống như cái tên Overlocker là những người phá vỡ sự giới hạn của chính mình, chúng tôi sẽ là những người như vậy.